ngoài luyện tập muốn vòng ba căng tròn nảy tanh tách hãy bổ sung ngay những món này không phải dùng đến thực phẩm chức năng cũng chẳng phải tập luyện quên ăn quên ngủ vẫn có được số đo vòng ba nóng bỏng với bảy siêu thực phẩm dưới đây phụ nữ hiện đại quan niệm rằng vòng một có thể lép vẫn sang nhưng nếu vòng ba cũng lép thì vừa quê mùa lại kém hấp dẫn hẳn phải công nhận một vòng ba căng tròn nảy tanh tách kiểu gì cũng quyến rũ thay vì cứ xem hình mà trầm trồ về người khác sao không thử bằng việc bổ sung những thực phẩm quen thuộc dưới đây vào những bữa ăn hàng ngày trứng Trứng là món ăn vô cùng quen thuộc của người Việt, dù là trứng gà hay trứng vịt thì lòng trắng trứng cũng chứa nhiều protein hỗ trợ xây dựng cơ bắp, đồng thời giúp kích thích sự tăng size vòng ba hiệu quả. Việc ăn lòng trắng trứng còn giúp hỗ trợ giảm mỡ tăng cơ, giúp bạn có một cơ thể săn chắc, một vòng ba khiến nhiều người ghen tị. Thịt gà Thịt gà là một món ăn không quá mắc tiền nhưng dinh dưỡng rất cao, với 37%, 23% là chất béo và 11% các dưỡng chất thiết yếu khác, đặc biệt tốt cho những người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, nếu kết hợp việc ăn thịt gà với những động tác luyện tập tăng size sẽ giúp bạn nhanh chóng có được vòng ba săn chắc. Bơ cũng sắp đến mùa bơ rồi, ăn bơ ngoài việc thỏa mãn cơn thèm, bơ còn giúp hỗ trợ giảm cân, đồng thời tăng size vòng ba nhanh chóng. Việc bạn cần làm đó chính là thêm bơ tươi trực tiếp vào các, đừng ăn kèm sữa hoặc đường nhé các loại cá. Đa phần các bạn gái đều ngại ăn cá vì phải bóc bỏ phần xương khá khó khăn, nhưng bạn đâu biết rằng ăn cá giúp tăng cơ và hỗ trợ tăng size vòng ba cực hiệu quả. Ăn cá nhiều khiến các cơ trở nên săn chắc và khỏe khoắn hơn gấp 4 lần ăn thịt đấy. Bông cải xanh. Nếu bạn đang loay hoay tìm một loại rau cải để bổ sung chất dinh dưỡng trong bữa ăn thì bạn có thể tham khảo bông cải xanh. Bông cải có thể chế biến thành nhiều món ngon, ăn trước và sau khi tập sẽ giúp cơ thể săn chắc, vòng ba cũng từ đó mà trở nên nóng bỏng hơn. Rau chân vịt Rau chân vịt là một loại rau khá rẻ và dễ dàng tìm thấy ở siêu thị hoặc chợ. Trong rau chân vịt có chứa nhiều canxi, magi và vitamin K. Bạn có thể dùng rau chân vịt để chế biến món ăn, hoặc làm các loại thức uống để sớm sở hữu một vòng ba săn chắc. Gạo lứt Thay gạo trắng bằng gạo lứt ngoài việc giảm cân còn được biết đến như một phương pháp cải thiện vòng ba khiêm tốn cực hiệu quả. Bạn biết không, gạo lứt là một thực phẩm giàu chất xơ và tinh bột nhưng ít calo. Bạn nên bổ sung cơm gạo lứt vào thực đơn mỗi ngày để dần cải thiện vòng mông khiêm tốn. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh, ngoài việc luyện tập chỉ chiếm 30% hiệu quả, việc ăn uống lại chiếm đến 70%. Thế thì còn ngại gì mà không lên hẳn một bảng thực đơn các món ăn cho cả tuần, kết hợp giữa 7 loại thức ăn kể trên để hỗ trợ tăng size vòng 3 hiệu quả. Bạn biết không, có được một vòng 3 nóng bỏng bạn sẽ rất vui khi chạm vào nó, nhìn ngắm nó trong gương và những lúc diện đồ đẹp bạn cũng sẽ rất tự tin nữa đấy. Nghe có vẻ hơi biến thái một chút nhưng đó là sự thật. Chính bạn hãy tự trải nghiệm điều đó, chúc bạn thành công.